mới đẻ. Con gà mới đẻ đi. Con này nó đang đẻ gà mái dầu đẹp ha. Mới đây mà sạch sẽ đây là cái bụi ớt nhìn đẹp quá ha. Thường thì người ta sẽ luộc với nước dừa nè, luộc sả, luộc lá chúc và hấp rượu. Hôm nay mình sẽ luộc với nước thốt nốt lên men. Đây là chai nước thốt nốt đã được ủ một ngày cho nó lên men giống như là rượu vậy đó. Và đặc biệt nó có cái vị nó ngọt và nó rất là nồng nha. Rồi bỏ gà vô. Mà trứng không, trứng đó. Không luôn nè, đó ừ. Nhìn đó, trứng nhiều ha. Đây là con gà mái dầu. Con gà mái dầu ú. Con gà nào đâu mà ngon mà con gà mái dầu được. Rồi con cho thêm rồi mình cho thêm nửa muỗng canh muối vô cho nó thấm ngon. Và một xíu tiêu. Và nửa muỗng cà phê tiêu đi. Cho thêm một muỗng cà phê bột ngọt vô. Cà phê bột ngọt đổ qua khoảng 2 xị vô, 2 xị nước thuốc nốt lên men là phần cuối cùng cho vô. 2 xị là nửa lít đó. Chỉ vừa vừa như vậy thôi, đậy nắp lại và mình sẽ hấp rêu nhé. Như vậy thì nó mới ngon. Nhìn vàng khè luôn. Dở ra sau 30 phút. Wow, dở ra sau 30 phút nè, nó phình to. Nhìn rất là ú luôn ha, quá ú rồi. Này là gà vườn nha, gà thả vườn, gà mái dầu nè. Phải luộc nhà lâu lắm, 1 tiếng đi chứ 30 phút nó chưa mềm đâu, bị gì gà dai lắm mà luộc nãy giờ là 35 phút rồi mà đã xong nó chưa có lủng luôn. Hấp nó vàng ra cái mỡ ha. Đây. Rồi một tiếng đồng hồ cuối cùng là cái nước nó sắc như gì. Wow. Thành quả là đây. Trời ơi thơm ghê. Thơm mới gà thơm á. Nứt cái da nó dày ghê không. Da dày. Ngon quá. Chảy nữa rồi. Mí vô chảy nữa. Đây là con gà mái dầu được hấp với nước thốt nốt lên men. Thơm nha, mới lạ và thơm. Đặc biệt đó là cái món này sẽ không có để đường, bởi vì trong thốt nốt nó đã có đường ngọt sẵn rồi. Đây gà ta, gà vườn nha. Chứ không phải là gà công nghiệp. Cái da nó rất là vàng. Đặc biệt là gà ngon nhất đó là gà mái dầu. Gà ngon quá ngon. Thơm hết sức luôn, nó bị hấp với nước thuốc lốt bên men mà ngủ sao bằng được. Bây giờ chuẩn bị xé con gà ra đó, trứng không. Con gà này xé không đứt luôn ha. Không đứt luôn quá nha. Xé thịt nó trắng tư luôn ha. Này nhìn nãy là luộc 1 tiếng đồng hồ rồi đó mà nó vẫn còn cái gì. Nó nóng nhìn dai ngon. Thử miếng này. Nạp thử miếng.
Cái món này sẽ chấm với muối tiêu chanh ớt nè. Chấm vô. Quá ngon. Ôi thơm ha, chấm thêm cái này nó quá trời đặc biệt luôn. Bạn nào mà thử làm cái món này đảm bảo ăn là ghiền nha. Ghiền. Mình kết cái đùi với cái bộ này nè, cái bộ này là ngon nhất trong con gà luôn đó. Nhà máy dầu nhà cái bộ này. Chấm chấm đó, đi. Cái chén muối tiêu chanh ớt này nữa, quá xuất sắc luôn. Đang qua. Ôi cuối cùng thành quả là đây, nhìn thấy ghiền luôn nha, rất là thơm ha. Cắt ra một dĩa hoành tráng, chuẩn bị đón sang năm mới. Nhìn thấy thèm luôn. Đây là cái món gà mái dầu hấp nước thốt nốt lên men nha, đặc sản của miền Tây, mới lạ hấp dẫn đặc biệt, ăn là ghiền luôn. Thơm.